đầu mình sẽ uống cà phê trên trên chợ nổi nha. Cái này cà phê sữa đá, khắc ly là khách du lịch 10.000, cà phê sữa thì 15. Ngọt lắm. Uống sữa không phải để đường. Cái này cũng như là chỉ để nước nó sôi hoài, cà phê nó đặc lại, nó ngon, nó sánh lại á. Cao nhất là có 17.000 à, là cà phê sữa đó. Cái giới trẻ hiện tại họ khách hàng thích về hương vị ngọt và béo hơn. Chắc là người miền Tây dễ thương, ngọt ngào nên chắc sẽ uống đồ ngọt. Ở đây là tôi uống rất là ngọt. Bình thường là ngọt so với bình thường. Nếu mà người ta kêu đi cà phê là mình chắc chắn mình sẽ làm cà phê ngọt.